Hello, xin chào tất cả khán giả của Quản lý 24 giờ. Cũng khá lâu rồi thì hôm nay Quản lý 24 giờ mới trở lại với cái video cập nhật tiến độ của cầu Cửa Lục 1. Với cái hy vọng là cập nhật những cái thông tin mới nhất của Quảng Ninh thì Quản lý 24 giờ sẽ cập nhật thường xuyên hơn những các cái dự án về hạ tầng giao thông, về các cái công trình của Hạ Long. Hy vọng là tất cả khán giả sẽ có thêm nhiều những cái thông tin về thành phố Hạ Long nói chung và cái sự phát triển của Hạ Long cũng như là của Việt Nam. Vào ngày 17 tháng 12 thì tại phiên họp thứ 40, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua một nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của một số tỉnh, trong đó thì có Quảng Ninh. Và cụ thể thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì đã biểu quyết và thông qua cái phương án là sắp xếp cái đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Ninh. Theo đó thì cái quyết định này mà sẽ sắp xếp lại cái đơn vị hành chính cấp huyện Quảng Ninh sắp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long để mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của thành phố Hạ Long vào huyện Hoành Bồ. Phương án thực hiện thì sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long. Các đơn vị hành chính sau khi sắp xếp thì lấy tên là thành phố Hạ Long, đồng thời thì cũng thành lập phường Hoành Bồ thuộc thành phố Hạ Long mới trên cơ sở hiện trạng của thị trấn Chới hiện nay. Sau khi sáp nhập thì không gian phát triển của thành phố Hạ Long sẽ có cái diện tích là 1.119 km², gấp hơn 4 lần diện tích hiện nay. Qua đó thì tạo cái điều kiện khai thác tốt nhất lợi thế về đất đai, tài nguyên văn hóa và giúp cho việc quy hoạch đô thị hiện đại được thuận lợi hơn. Và để kết nối hạ tầng giao thông hay cái đơn vị hành chính mới này thì thành phố Hạ Long đã quy hoạch và xây dựng 3 cây cầu để bắc qua vịnh Cửa Lục. Công trình cầu Cửa Lục 1 thì có tổng vốn đầu tư là hơn 2.100 tỷ đồng, đã được khởi công và xây dựng vào ngày 28 tháng 4 năm 2020. Cầu Cửa Lục 1 và đường dẫn thì có tổng chiều dài toàn tuyến là 4.265 m, điểm đầu nối với tuyến đường nối khu công nghiệp Cái Lân, Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long Vân Đồn tại phường Giếng Đáy, điểm cuối đấu nối với quốc lộ 279 tại km 24 750 của xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long. Cầu chính được thiết kế dạng vòm ấm thép nhồi bê tông với 6 làn xe cơ giới, rộng 33,1m và dài 290m, với cái tĩnh không thông thuyền là 40 x 7m. Phần cầu dẫn thì có chiều dài là 565m với cái đường dẫn dài 3.380m với 6 làn xe cơ giới và vận tốc thiết kế là 60 km/h. Theo như cập nhật hiện tại và thông tin từ chủ đầu tư thì sau hơn 1 năm tổ chức thi công, đến nay thì cầu Cửa Lục 1 đã đạt hơn 60% khối lượng các cái phần việc. Trong đó thì cái phần cầu chính đã thử tải xà mũ tại trụ T4 và T5 vào thép và ván khuôn đốt 5 đợt 2. Tại trụ T6 thì đã thi công xong đốt dầm số 5, trụ T7 đổ bê tông đốt dầm số 3. Trụ T8 thì đã thi công xong phần bê tông xà mũ. Tại hạng mục cầu dẫn đã thi công xong 2 thân mố, các cái trụ đã vào thép xà mũ, đổ mặt cầu Super T được 5 trên 15 bản mặt cầu, đổ dầm Super T được 131 trên 146 phiến phía Hoành Bồ và lao 38 trên 38 phiến ở phía Hạ Long. Lắp dầm phía Hoành Bồ được 72 trên 146 phiến dầm, phía Hạ Long thì được 24 trên 38 phiến dầm. Hiện nay nhà thầu cũng đang tập trung thi công đường dẫn nút giao kết nối với tuyến đường nối khu công nghiệp Cái Lân qua khu công nghiệp Việt Hưng đến cao tốc Hạ Long Vân Đồn. Đường dẫn phía Hoành Bồ thì hiện đang tập trung thi công xử lý cống và nền đường. Để đảm bảo cái tiến độ hoàn thành trong năm 2021 thì các nhà thầu đã chia công trình thành
nhiều mũi tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục, trong đó thì ưu tiên thời gian thi công những hạng mục khó, hạng mục dưới nước của cầu chính. Theo kế hoạch thì cầu Cửa Lục 1 sẽ hoàn thành hạng mục vòm và các đốt đúc cầu chính trong tháng 7, tiến tới Hợp Long vào tháng 9 và hoàn thành dự án đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả sau đầu tư trong năm 2021. Đây là một trong những cái quyết tâm của thành phố Hạ Long cũng như là chủ đầu tư và nhà thầu để nhằm hoàn thiện cái hệ thống hạ tầng giao thông kết nối hai cái khu vực của thành phố Hạ Long. Cầu Cửa Lục 1 thì là công trình giao thông quan trọng kết nối giao thông các cái phường xã trung tâm của huyện Hồng Bồ trước đây với trung tâm của thành phố Hạ Long, góp phần đảm bảo cái chiến lược phát triển mới của thành phố Hạ Long theo mô hình đa cực. Trong đó thì vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối, hoàn thiện mạng lưới đường giao thông theo khu vực quy hoạch chung của thành phố Hạ Long đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên đây thì Quảng Ninh 24 giờ đã cập nhật cho quý vị cái dự án cầu Cửa Lục 1. Xin hẹn gặp lại vào video tiếp theo với những cái dự án mới và những cái công trình hạ tầng khác. Đừng quên like và subscribe kênh để có thêm nhiều những cái thông tin hữu ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.